Vâng, xin kính chào anh chị em nhà đầu tư. Như vậy là chúng ta đã thấy là phiên giao dịch buổi sáng ngày 24 tháng 7 năm 2024 đã kết thúc. Và thị trường của chúng ta thì đúng như em đã nhận định ngày hôm qua, thì em đã trao đổi và đã gửi đến anh chị em rồi. Chúng ta đã thấy rồi, buổi sáng của chúng ta thị trường chúng ta đã rung lắc quanh mốc đó là 1.220. Và bây giờ thì chúng ta có buổi nghỉ trưa và Ed cũng tranh thủ buổi trưa để gửi cho anh chị em nhận định ngày hôm nay và xu hướng tuần 30, tức là xu hướng đến ngày 26 tháng 7 của năm 2024. Và bây giờ chúng ta cũng chuyển sang màn hình của thị trường để chúng ta cùng theo dõi. Như vậy là kết thúc phiên sáng, chúng ta thấy ở trên đây, trên bảng điện của Vietcombank thì chúng ta thấy là VCBS, thì chúng ta thấy thấy đó là có 114 cổ phiếu tăng, 289 cổ phiếu giảm. Như vậy là chúng ta thấy là lượng cổ phiếu giảm đã gấp đôi so với lượng cổ phiếu tăng. Và trong cái đó tham chiếu chúng ta nhìn thấy ở đây có 72 cổ phiếu. Trong khi đó VN30 chúng ta thấy là tổng số có 30 cổ phiếu thì đến 18 giảm, 8 cổ phiếu tăng và 4 cổ phiếu của tham chiếu. Trong khi đó thì anh chị em có thể nhìn rõ hơn ở đây này, thì chúng ta thấy rằng VN30 hiện tại đang giảm 5.58 điểm, 5.58 điểm. Còn VN-Index của chúng ta chỉ giảm có 2.53 điểm thôi. Như vậy chúng ta nhìn thấy thị trường hiện tại bây giờ thì chúng ta nhìn thấy đó là VN30, VN30 vẫn giảm điểm. Trong khi đó thì VN-Index đã có nhịp hồi phục. Như vậy là chúng ta thấy trong số 30 cổ phiếu của VN30 thì có đến 18 cổ phiếu là giảm điểm, còn 8 cổ phiếu là tăng điểm thôi. Như vậy chúng ta nhìn thấy tác động của VN30 thì thị trường chúng ta nhìn thấy ở đây VN30 giảm 5.58 điểm, thị trường chỉ có giảm 2.53 điểm thôi. Để chúng ta cùng hiểu hơn với thị trường thì chúng ta cùng chuyển sang tác động của các cổ phiếu đến thị trường chúng ta. Chúng ta nhìn thấy ở đây, trên ở đây chúng ta nhìn thấy tác động của nhóm VN30. Chúng ta có thể thấy rằng ở đây hôm nay chúng ta đã nhìn thấy GVR đã hồi phục, Vietcombank đã hồi phục, BIDV đã hồi phục, VGC, SSB, PAO, và sau đó là một cổ phiếu SHIB và DGC. Còn thì chúng ta nhìn thấy tác động đến chỉ số nhiều nhất của chúng ta hiện nay đó là MWG. MWG tác động đến chỉ số của chúng ta rất nhiều. Như vậy là nếu trong những phiên trước chúng ta có thể nhìn thấy có thể là Vietcombank thì hôm nay lại là chính là MWG. MWG đang tác động đến chỉ số của chúng ta, tác động đến VN-Index. Như vậy các cổ phiếu của chúng ta đến 10 cổ phiếu là Bảo Việt, FPT, Liên Việt Postbank, Vinhome, Hòa Phát, CPG hay là SSI, 10 cổ phiếu này đều cổ phiếu đến từ VN30. Đây là 10 cổ phiếu đều đến từ VN30 cả. Trong số 10 cổ phiếu thì chúng ta thấy có duy nhất một cổ phiếu đó là SHIB và DGC và VC, VZC là đến từ ngoài cổ phiếu VN30 thôi. Còn GVR, Vietcombank, BIDV, SSB, PAO đều đến từ VN30. Như vậy hiện tại bây giờ chúng ta nhìn thấy VN30 tác động thị trường khá lớn. Như vậy là trong những phiên tiếp theo nữa thì chúng ta thấy các cả phiên chiều hôm nay có thể VN10 sẽ vẫn dùng lại. VN30 vẫn dùng lại.
Vì khi VN30 rung lắc thì chúng ta đã thấy rằng là những cổ phiếu khác sẽ giảm theo. Như vậy đây có thể là cách mà thị trường đang vận hành, nên chúng ta hết sức để ý sự khôi phục trong thời gian tới nữa là liên quan đến. Thì VN30 chúng ta mới thấy là VN30 sẽ có tác động thị trường rất nhiều. Chúng ta có thể thấy rằng là ngoài đây thì chúng ta còn xem nữa là liên quan đến đến biến động của những cổ phiếu liên quan đến khối ngoại họ tác động thế nào thị trường. Trong phiên sáng nay thì chúng ta nhìn ở đây, trong những phiên gần đây, ngày 17 tháng 7, khối ngoại đang mua ròng là 523,80 tỷ trên khao. Ngày 18 tháng 7 là mua ròng là 974,03 tỷ trên khao. Trong khi đó ngày 19 tháng 7 chỉ bán là 363,6 tỷ thôi. Và ngày 23 tháng 7 bán rất là ít ngày hôm qua, bán chỉ là 128,34 tỷ. Còn trong khi đó ngày 22 tháng 7 thì khối ngoại lại mua ròng là 409 tỷ, 409,54 tỷ. Còn trong khi đó phiên hôm nay chúng ta nhìn thấy thị trường giảm phiên sáng thì khối ngoại đã tranh thủ mua ròng rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đó là những cổ phiếu mà khối ngoại đang mua là Masan, là Vinamilk, là Hòa Phát, BIDV, Dabaco. Dabaco thì lên rồi, anh chị em đã nhìn thấy rồi. GVR, Vietcombank, Pham, STB, Techcombank. Như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây, khối ngoại đa phần là chúng ta nhìn thấy khối ngoại là mua mua các cổ phiếu VN30, Vinamilk, Masan, Pham, Hòa Phát, BIDV, GVR, Techcombank. Như vậy chúng ta thấy khối ngoại chủ yếu tập trung là mua vào các cổ phiếu của VN30, trong khi đó bán ra một số cổ phiếu trụ như FPT, SSI hay MWG. Như vậy là chúng ta nhìn thấy sự tác động của VN30 chịu ảnh hưởng bởi khối ngoại khá là nhiều. Như vậy là khi khối ngoại mua vào thì cũng là lực đỡ cho thị trường của chúng ta. Không chỉ phiên sáng mà có thể trong những phiên tiếp theo nữa, việc khối ngoại bán ra hoặc mua vào chúng ta thấy tác động rất nhiều thị trường. Vì trong thời đoạn này chúng ta thấy rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ đến giai đoạn mà đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Trong phiên sáng hôm nay thì rất rõ điều đấy, rất nhiều cổ phiếu đã được bán ra sau đó thì hồi phục, và chúng ta vẫn sẽ nghi ngờ. Và chúng ta nhìn thấy khi thị trường của chúng ta liên tiếp giảm điểm, chúng ta để ý đến ngày 17, lát chúng ta qua biểu đồ thì chúng ta sẽ nhìn thấy từ ngày 17 khối ngoại bắt đầu mua ròng rồi. Chúng ta nhìn thấy khối ngoại bắt đầu mua ròng, khối ngoại bắt đầu mua ròng. Như vậy chúng ta nhìn thấy bắt đầu từ ngày 17 xuyên suốt cho đến ngày hôm nay, ngày 24 tháng 7, chúng ta thấy một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, năm phiên và chín phiên hôm nay là phiên thứ sáu chúng ta nhìn thấy khối ngoại vẫn đang mua ròng. Như vậy là chúng ta nhìn thấy trong khi chúng ta đang rất lo lắng về thị trường liệu có gãy 1.200 hay không, liệu về 1.160 hay không, thì chúng ta nhìn thấy khối ngoại hiện tại vẫn vẫn đang mua ròng. Sau một thời gian chúng ta nhìn thấy khối ngoại bán ròng liên tiếp trong suốt cả năm. Chúng ta nhìn thấy năm 2023 và cho đến thời điểm chúng ta tính đến là ngày 17 tháng 7 của năm 2024 thì khối ngoại trước đó khối ngoại vẫn bán ròng liên tục. Có thể chỉ một vài phiên mua ròng sau đó bán liên tục, nhưng ngược lại chúng ta nhìn thấy đến thời điểm này thì ngược lại khối ngoại bắt đầu đã trở lại mua ròng. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ở trên này. Như vậy chúng ta nhìn thấy có thể mốc mà Ed đã gửi tới anh chị em đó là mốc mốc 1120. Mốc 1.220 có thể sẽ là mốc mà chúng ta hết sức để ý và quan tâm.
Thì chúng ta nhìn thấy rằng xung quanh mốc này thì chúng ta đã thấy sự xuất hiện của khủng hoảng. Như vậy là nếu thị trường có giảm tiếp, nếu thị trường có giảm tiếp thì chúng ta vẫn kỳ vọng rằng đây sẽ là lực đỡ cho thị trường của chúng ta tránh việc giảm sâu. Nhưng nếu anh chị em đã từng đi qua cùng vẽ trong suốt những chặng đường vừa qua, chúng ta có thể để ý đến ngày phiên, đó là phiên ngày 6 tháng 11 năm 2022. Có lẽ anh chị em đã đi qua những phiên này, chúng ta đã thấy nếu chúng ta đứng vào thời điểm mà chúng ta đứng vào năm 2022, vào thời điểm ngày 16 tháng 11 năm 2022, chúng ta thấy là một ngày chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của thị trường rất rõ ràng. Và phiên đó là chúng ta đã thấy phiên đầu tiên mà chứng khoán phái sinh của chúng ta trong suốt một chặng đường dài giảm điểm, và phiên đầu tiên chứng khoán phái sinh của chúng ta VN30F1 mở trần. Nếu anh chị em đã từng đi qua giai đoạn này, anh chị em sẽ thấy điều này nó kỳ diệu đến mức nào. Nhưng chúng ta không thể kỳ vọng là mỗi giai đoạn đều như vậy. Lịch sử luôn lặp lại chính đó, nhưng trong thời điểm và không gian thời gian khác nhau thì sẽ khác nhau. Do vậy là chúng ta đã thấy thị trường của chúng ta trong giai đoạn này là khác. Do vậy chúng ta sẽ không cú trước và chúng ta nói rằng thị trường sẽ vẫn như vậy. Không phải. Bản thân thị trường vẫn vận hành và vận động có tính quy luật và trật tự. Còn chúng ta sẽ không nhìn thấy điều đó vì chúng ta không hiểu được điều đó. Nhưng theo thời gian và năm tháng thì chúng ta đã thấy rằng thị trường vẫn như vậy, không khác gì cả. Còn đối với thanh khoản, chúng ta nhìn thấy thanh khoản hôm nay của chúng ta, thị trường đã tăng lên, thanh khoản đã tăng lên. Chúng ta đã nhìn thấy thanh khoản đã tăng lên. Đây là phiên ngày hôm qua. Đây là phiên ngày hôm qua. Còn phiên ngày hôm nay của chúng ta, như vậy là phiên ngày hôm nay của chúng ta thấy thanh khoản tăng lên. Có thể chúng ta nhìn thấy ở đây thanh khoản đã tăng lên có thể là gấp đôi rồi. Chúng ta nhìn thấy thanh khoản đã tăng lên gấp đôi, như vậy là thanh khoản đã tăng tăng gấp 2 lần. Như vậy là trong phiên sáng nay chúng ta rất nhiều anh chị em nhà đầu tư chúng ta sợ là thị trường sẽ gãy. Gãy mục này. Rất nhiều anh chị em đang lo lắng rằng thị trường sẽ gãy mục. Mong 1, 2, 20. Và rất nhiều anh chị em chúng ta đã tìm cách thoát hàng. Tuy nhiên thì chúng ta đã nhìn thấy phiên sáng nay trường đã vận động đúng trật tự mà em đã gửi anh chị em rồi, nên cho anh chị em có thể phần nào chúng ta sẽ không cần quá lo lắng. Chúng ta cùng điểm qua một số thông tin của thị trường ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng ở trên đây chúng ta thấy một số thông tin thôi liên quan đến cổ phiếu ngành điện. Anh chị em đã thấy rồi, cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi nhất khi cơ chế mua bán điện trực tiếp được triển khai. Trong đây chúng ta đang thấy cổ phiếu điện đã có dấu hiệu hồi phục. Rồi cổ phiếu hàng không cũng có thông tin rồi, chúng ta như thế rồi. Và trong phiên hôm qua chúng ta thấy là tự doanh cũng gom mạnh rồi. Chúng ta cùng quay lại ở đây, chúng ta có thể thấy rằng trong phiên ngày hôm qua tự doanh cũng gom, trong những phiên gần đây thì tự doanh cũng cũng liên tục gom vào. Chúng ta nhìn thấy có phiên này thì chúng ta nhìn thấy chủ yếu là liên quan đến thỏa thuận, còn trong các phiên gần đây tự doanh liên tiếp mua lại. Trong phiên ngày 22 tháng 7 tự doanh đã mua lại là 639,44 tỷ,
ngày 23 tháng 7 tự doanh mua là 599,44 tỷ. Như vậy là trong khi thị trường xuống, chúng ta nhìn thấy thị trường xuống ở đây, thị trường xuống tự doanh vẫn mua vào, khối ngoại mua vào, liên tiếp mua vào, trong khi đó nhà đầu tư nhỏ lẻ hay nhà đầu tư cá nhân thì lại bán ra. Và chúng ta luôn lo lắng về các mốc thị trường, nhưng đối với nhà đầu tư có cổ phiếu thì họ đã chuẩn bị cho kịch bản đó rồi, và đối với họ việc thị trường giảm ở các mốc đó là thị trường về đến điểm mà họ cảm thấy rằng cổ phiếu đã đến lúc phải mua vào và họ kỳ vọng thị trường sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng thị trường không thể quay lại ngay được, không thể hồi phục thành chữ V ngay được, mà thị trường cần có nhịp đi riêng. Chúng ta cùng quay lại thị trường. Trong phiên ngày hôm qua thì em đã trao đổi với anh chị em rồi. Trong tuần này từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, tức là sau phiên ngày hôm nay, phiên ngày mai và phiên thứ sáu nữa, chúng ta có thể thấy trong giai đoạn trước, từ ngày 28 tháng 3 đến 24, thị trường của chúng ta đang ở mốc đó là 1293 là cao nhất, sau đó giảm mốc này chúng ta đã nhìn thấy rồi. Chúng ta để thị trường của chúng ta giảm về 168, giảm đến 125 điểm. Và trong giai đoạn suốt chúng ta nhìn thấy từ ngày 13 tháng 6 cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta nhìn thấy thị trường của chúng ta đã nhìn thấy một giai đoạn giảm điểm. Một giai đoạn giảm điểm ở đây chúng ta nhìn thấy. Chúng ta phải xét vào lịch sử chúng ta. Trong giai đoạn suốt giai đoạn này chúng ta nhìn thấy ở đây. Từ ngày mùng 7 tháng 9 năm 23 cho đến ngày 31 tháng 10 năm 23, thị trường của chúng ta giảm 234 điểm. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy thị trường đã có một cái trend đi lên ở đây. Chúng ta thấy rồi. Thị trường đang tạo trend, trend đi lên. Như vậy là chúng ta thấy thị trường vẫn trong trend thôi, chưa có vấn đề gì cả về trend. Còn xu hướng ngắn hạn và dài hạn chúng ta vẫn nhìn thấy thị trường vẫn đang đứng theo trend này. Nếu như vậy thị trường gãy 1.200, chúng ta sẽ thấy có thể là xuống sâu nữa, có thể về vùng này là 1.150. Còn không thì chúng ta nhìn thấy thị trường hiện tại vẫn đang đứng theo trend, trend đi lên và vẫn chưa có vấn đề gì thay đổi cả. Và chúng ta thấy trong các mốc giảm điểm thì chúng ta thấy giai đoạn này chúng ta nhìn thấy từ 7 tháng 9 cho đến 30 tháng 10 chúng ta giảm 234 điểm. Chúng ta có thể thấy nhìn giảm quanh xuống này. Và giai đoạn tiếp theo nữa mà trong thị trường đi lên, chúng ta thấy một phiên thị trường giảm rất sâu 59,99 điểm vào ngày 15 tháng 4 năm 24. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy một vài phiên giảm thôi. Và trong giai đoạn này thì chúng ta nhìn thấy thị trường giảm đó là 125 điểm. Như vậy chúng ta nhìn thấy là 234 điểm, 125 điểm. Chúng ta để chênh nhau khoảng 100 điểm. Chênh nhau khoảng 100 điểm. Như vậy giai đoạn này chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta vẫn cái mốc này quanh 1.300, và chúng ta giảm đến đến mục vùng đó là 1.220, chúng ta sẽ giảm vùng này. Giảm đến vùng này thì chúng ta nhìn thấy ở đây giảm là 85 điểm. Và mốc tiếp theo của chúng ta, nếu chúng ta thấy là thị trường có thể giảm được này là 1.167, chúng ta đã thấy rất nhiều anh chị em nhà đầu tư chúng ta đã thấy rồi. Cũng có nhiều anh chị em dự đoán rằng thị trường có thể về vùng này 1.160. Như vậy chúng ta cùng kỳ vọng rằng liệu của chúng ta, thị trường của chúng ta nếu có giảm vùng này hay không. Như chúng ta đã thấy thì theo xu hướng chúng ta, giai đoạn đầu tiên chúng ta thấy là thị trường sẽ giảm khoảng 234 điểm. Và trong vẫn trong trend lên của chúng ta có một nhịp giảm điểm là 125 điểm. Và nhịp giảm điểm này cũng là một trong nhịp giảm điểm tương tự giống như đoạn này. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều anh chị nói là mô hình vai đầu vai. Mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Nếu chúng ta nhìn thấy ở đây thì chúng ta có thể nói đây là mô hình vai đầu vai. Như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây, khi chúng ta nhìn thấy tất cả mọi thứ như thế này, chúng ta nhìn thấy vai ở đây, như ngày vai này thì giảm sâu rồi,
còn cái vai trước của chúng ta lại đẩy. Chúng ta nhìn sang bên này thì chúng ta có thể thấy rằng với điểm của chúng ta, điểm đứng của chúng ta, giả sử chúng ta để đây là một vùng này là 1252, 1252 thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là 1231, 1231 của chúng ta thì ra về vùng này. Chúng ta nhìn thấy 1231, 1270 rơi vào 60 điểm. Còn 1252, 1252 của chúng ta, 1252 của chúng ta ở đây rơi về vùng 12, 1220 của chúng ta. 60 điểm chúng ta hiện tại đang rơi được từ 30 điểm, chúng ta cứ cho là 30 điểm đi. 30 điểm, nếu rơi thêm 30 điểm nữa chúng ta quanh sẽ vùng 1200, 1190. Như vậy là chúng ta đã thấy là cái vùng tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm sẽ là ở vùng thấp hơn, là vùng này. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ tương đương với cái vùng 1190. Như vậy chúng ta nhìn thấy đâu đó sẽ là vùng này, đâu đó sẽ là vùng này. Còn trong xu hướng này chúng ta thấy là cái nhịp cường độ, chúng ta nhìn thấy số điểm mà chúng ta nhìn thấy trong đoạn trước, thị trường giảm đến 234 điểm thì đoạn này thị trường chỉ có thể giảm. Chúng ta nhìn thấy tiếp theo, nhịp tiếp theo giảm đó là 125 điểm, thì kỳ vọng nhịp này của chúng ta sẽ dưới 100 điểm. Dưới 100 điểm như em đã trao đổi với anh chị em rồi, chúng ta thì vào thị trường chỉ có thể giảm từ vùng này, từ trên này xuống dưới chúng ta nhìn thấy về 1220, chúng ta thấy rồi thị trường đã giảm 85 điểm. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng thị trường của chúng ta cũng không quá lo sợ. Rất nhiều anh chị em lo sợ thị trường có thể giảm sâu nữa, nhưng anh chị em thấy rồi, chúng ta không biết chắc chắn điều gì cả, nhưng chúng ta dựa trên cơ sở đó là phân tích kỹ thuật là cái mà duy nhất chúng ta có thể dựa trên cơ sở này. Còn rất nhiều thông tin khác nhau thì chúng ta thấy rằng thông tin sẽ là bổ trợ cho việc thị trường xuống và giải thích lý do tại sao thị trường xuống thôi. Còn bản chất về phân tích kỹ thuật, anh chị em đã thấy rồi, trong rất nhiều video em đã trao đổi với anh chị em rồi, đó là câu chuyện Pony Price. Pony Price em đã nói rất rõ rồi. Và việc thị trường giảm điểm cũng là một yếu tố mà chúng ta nhìn thấy không ai mong muốn cả. Và yếu tố khách quan cũng như chủ quan chúng ta đã thấy rồi. Vấn đề này thì S cũng trao đổi sâu, nhưng chúng ta thấy rất nhiều yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan và dẫn tới là thị trường của chúng ta giảm điểm. Như vậy mà chúng ta nhìn thấy ở đây mô hình vai đổi vai hay không nữa, thì chúng ta nhìn thấy đây cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần quan tâm. Xoay quanh mốc này, nếu thị trường thấp nhất cũng có thể về sâu hơn một chút mà em đã trao đổi rồi, là chúng ta có thể về 1190. Còn tuy nhiên thì trong một vài phiên tới thị trường của chúng ta có thể vẫn sẽ vận động và rung lắc. Như vậy là phiên hôm nay mặc dù thị trường hồi phục, chúng ta vẫn chưa có thể kỳ vọng chắc chắn thị trường hồi phục, nhưng chúng ta kỳ vọng rằng thị trường của chúng ta sẽ quay lại mức này. Chúng ta nhìn thấy đây các điểm hỗ trợ và đồng thời những cái điểm này thành thành vùng cản của chúng ta, và đây sẽ là vùng mà chúng ta nhìn thấy, đây sẽ là vùng cản thị trường. Như vậy vùng này chúng ta nhìn thấy rằng rơi vào vùng này, đó là 1241.94, 1241.94. Như vậy thị trường của chúng ta sẽ đi quanh mốc này. Một hai bốn mốt chấm chín bốn. Sau đó thì có thể chúng ta chưa chắc chắn được bất cứ điều gì cả. Ngay bản thân em cũng không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Vì chúng ta chỉ có thể dựa vào thị trường, dựa vào nến, dựa vào tất cả thông tin mà chúng ta có thể nắm được. Mặc dù thông tin rất là nhỏ bé, nhưng chúng ta ít ra có cơ hội hơn là chúng ta
chúng ta không có thông tin gì cả. Và chúng ta có thể thấy rằng là thị trường vẫn có thể nhịp hồi phục hôm nay, nhưng trong tương lai thì chúng ta vẫn có thể là rung lắc lại và test lại một lần nữa mốc 1220, có thể trong phiên mai ngày 25 tháng 7. 25 tháng 7 thị trường sẽ vẫn có cái nhịp lên đây. Tuy nhiên thì thị trường cần một cái nhịp nữa, có thể là ngày 26 tháng 7. Có thể cần một nhịp rũ nữa. Còn nếu thị trường vận động theo xu hướng lên vùng này và tích lũy đi ngang ở đây, tích lũy đi ngoài này, thì thị trường có thể có một cái nhịp rung lắc sau đó đi lên. Còn không, nếu mà muốn nhanh thì chắc chắn là thị trường sẽ cần một nhịp hồi phục ở đây, hoặc hôm phiên hôm nay hồi phục. Nếu phiên hôm nay hồi phục thì ngày mai rất có thể phiên ngày mai sẽ một phiên rũ, sau đó thì cuối tuần sẽ là phiên hồi phục. Như vậy anh chị em hết sức để ý việc này. Bởi thực chất chúng ta phải quan sát thị trường chúng ta mới hiểu được sự vận động của nó. Còn bản chất thì chúng ta đã nhìn thấy rồi, tự doanh đã mua vào, khối ngoại đã mua vào. Tự doanh đã mua vào rồi, khối ngoại đã mua vào rồi. Do vậy anh chị em chúng ta cũng cần quan tâm là thị trường có thể sẽ có nhịp hồi phục ở đây. Khi tất cả nhà đầu tư chúng ta nhìn thấy nhà đầu tư đang hoảng loạn rồi, phiên sáng nay là một ví dụ, rất nhiều anh chị em có thể là bạn vì chúng ta sợ là thị trường đã gãy mốc 1220, và đúng sáng nay chúng ta nhìn thấy rồi, thị trường của chúng ta đã có lúc về về vùng chúng ta nhìn thấy rất rõ rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là thị trường của chúng ta trong phiên ngày hôm nay, thị trường của chúng ta đã có lúc mà chúng ta nhìn thấy rất rõ. Thị trường của chúng ta về vùng quanh mốc 1118.65, 1219, 1219 và 1218 chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ở đây rồi. 1218.65 sau đó đi hồi phục, anh chị đã thấy rồi, tạo thành một cây nến xanh. Một cây nến xanh ở đây cứ có nghĩa là thị trường đã kết thúc pha điều chỉnh, thị trường cần cần một phiên tạo đáy nữa, cần một phiên rũ nữa. Như vậy là nhịp hồi phục của chúng ta rất có thể là nhịp hồi phục lên lên vùng 1240 trước khi một cái nhịp điều chỉnh tiếp theo có thể quay trở lại test lại mốc mốc 1200. Như vậy là anh chị em cố gắng để ý, chúng ta sẽ thấy là xu hướng của thị trường rất có thể như vậy. Chúng ta vẫn không có đủ cơ sở để chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể rằng mọi thứ cũng có thể có một cái trật tự nào đó mà chúng ta cũng chưa hiểu, đó là quy luật của thị trường, quy luật cung cầu. Do vậy là anh chị em hết sức để ý nhịp này, thị trường lên vùng 1240, sau có thể test lại vùng đó là 1220 hoặc 1200. Như vậy là chúng ta hết sức để ý những mốc gì này. Chúng ta không thể chắc chắn rằng 100% thị trường phải quay lại mốc 1240, có thể là sẽ thấp hơn chẳng hạn, hoặc là cao hơn một chút. Nhưng nhịp hồi phục này rất có thể sẽ là một nhịp hồi phục quanh điểm này, sau đó cần cái nhịp nữa về quanh vùng này để tạo đáy. Chúng ta phải để ý những điểm mốc này. Như vậy trong những phiên tiếp theo nữa thì chúng ta thấy thị trường sẽ có thể đi theo kịch bản này, nhưng chúng ta chưa có gì chắc chắn 100 cả, 100% cả. Do vậy anh chị em hết sức để ý để chúng ta có thể theo dõi những bản tin của em. Trong phiên khi thị trường có vấn đề thì em đã gửi anh chị em rồi. Còn phiên buổi sáng, buổi chiều thì em đã gửi anh chị em rồi. Và anh chị em có bất cứ câu hỏi nào anh chị em có thể vui lòng gửi cho em. Em sẽ cùng anh chị em để chúng ta giải quyết. Ngay bản thân em cũng thế, em cũng không đủ thông tin
để có thể nói rằng là thị trường chắc chắn sẽ lên vùng này, thị trường chắc chắn lên vùng kia, em cũng không đủ cơ sở. Do vậy là anh chị em có những thông tin nào khác nhau, có thể vui lòng liên hệ với em. Anh chị em có thể chia sẻ để em có thêm những thông tin để cùng chia sẻ với anh chị em. Còn buổi trao đổi ngày hôm nay của em đến đây cũng là hết rồi. Thời gian cũng hơn là hơn 30 phút rồi. Và anh chị em thì cũng có dành thời gian đi nghỉ ngơi. Và chiều anh chị em có rảnh hoặc là biên tối anh chị em có rảnh thì chúng ta có thể theo dõi. Và anh chị em có thể là thấy những cái điều mà anh chị em cần quan tâm, anh chị em có thể vui lòng nhắn tin và liên hệ trực tiếp cho em. Còn buổi trao đổi ngày hôm nay thì đây là hết rồi. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở đầu tư. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở buổi tiếp theo nữa. Và anh chị em để ý rằng mốc mà chúng ta cần quan tâm đó là 220, 1200 và sâu hơn nữa là quanh 190. Chúng ta để ý đây là mốc mà chúng ta hết sức quan tâm và để ý. Buổi trong đoạn này và đoạn tiếp theo nữa thị trường có thể rơi, nhưng chúng ta nhìn thấy một điều mà em đã trao đổi với anh chị em trong suốt phiên và trong suốt video này thì anh chị em đã thấy rồi, khối ngoại vẫn mua dòng, tự doanh vẫn mua dòng. Do vậy là thị trường giảm điểm đến một mức nào đó, khi anh chị em nhà đầu tư cảm thấy sợ hãi và lo lắng giống như phiên sáng nay rất nhiều anh chị em đã bán thẳng, thì bây giờ thị trường đã hồi phục và hồi phục cho đến 3 năm phiên. Thông thường nó sẽ hồi phục 3 năm phiên và sau 3 năm phiên đó thị trường sẽ có nhịp giảm điểm, thì anh chị em đứng ngoài không yên thì chúng ta lại nghĩ rằng thị trường lại lên, và lúc đó chúng ta vào thị trường lại giảm và chúng ta lại quay trở lại. Chúng ta trách móc mọi thứ nhưng không phải, chúng ta phải hiểu được quy luật của nó, cái xu hướng của nó trong đoạn hiện tại và trong đoạn tương lai. Không chỉ giai đoạn này mà đoạn tiếp theo nữa nên anh chị em hết sức để ý. Do vậy là thị trường sớm hay muộn thì vẫn sẽ tạo đáy. Chúng ta lại thể dục hợp tan tan hợp, hợp rồi lại tan, tan rồi hợp, suy rồi chúng ta nhìn thấy suy tàn thì mới có huy hoàng ngày xuân. Chúng ta nhìn thấy rất rõ là điều ấy rồi, không cái gì là vĩnh cửu mãi mãi cả, và thị trường của chúng ta không thể lên mãi mãi được và bắt buộc phải có nhịp điều chỉnh, sau đó thì sẽ lên lại. Nên anh chị em cố gắng làm sao chúng ta quan sát thị trường và cập nhật những bản tin mới nhất em đã gửi anh chị em nhà đầu tư cũng như trên trên nhóm Zalo để anh chị em có thể biết và chúng ta cùng cập nhật mà có những quyết định riêng dành cho bản thân, cho từng cổ phiếu mà anh chị đã theo dõi. Và anh chị em nào cần trao đổi những cổ phiếu mà anh chị nắm giữ, anh chị em có thể nhắn tin cho em để chúng ta cùng trao đổi. Và buổi trao đổi ngày hôm nay của chúng ta sẽ dừng ở đây. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những buổi trao đổi tiếp theo. Và em cũng xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị em đầu tư và kính chúc anh chị em nhà đầu tư hiệu quả và thành công.